Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì em vừa về được vài đôi loa Bose các bác này. Đấy, một dòng loa trợ lời ha, hoặc là các bác có thể nghe nhạc trong phòng quán cà phê ha. Đấy, em về được 5 đôi ha. Đấy, và trong đây thì em có ba con đẩy các bác này, một con đẩy Nhật và hai con đẩy Mỹ ha. Đấy, có một con BV này và một con Crown, một con Yamaha ha. Đấy, ở dưới em đang bão các bác, cho nên là đang mưa ha. Các bác nào mà có nghe ồn ồn thì các bác thông cảm cho em ha. Đây, ở dưới em mưa mấy cái này các bác. Đây, mưa không ngớt luôn ha. Rồi, và đầu tiên là hai cặp Bose 161 các bác. Đây, lần đầu tiên em về được hai cặp này ha. Bose 161. Đây, có cái thương hiệu Bose ở phía trước này các bác này. Hai cặp này thì còn mới lắm các bác xem ha. Cái ê căng nó bầu bầu này các bác này. Đây. Đây là cặp đầu tiên này, cặp số 1 ha. Đây, cặp số 2 đây. Này, cặp số 1 thì nó hơi cái chỗ này nó hơi cấn này căng tí xíu các bác nha, tí xíu thôi các bác. Đây. Rồi, và cái loa này thì được trang bị hai cái loa toàn giải nha. Đây, em có mở sẵn một cái e căng này ra cho các bác xem này. Đấy, nói chung cái e căng này nó mở rất là cứng các bác. Đây, em phải mở rất là lâu mới được ha. Đây, các bác cùng xem đây. Bên trong thì nó được trang bị hai cái loa toàn giải ha. Đây, các bác nhìn nhỏ nhỏ thôi nhưng mà kêu rất là lớn các bác. Đấy, tiếng rất là lớn ha. Và đặc biệt thì cái tiếng mid của nó rất là sáng các bác. Đấy, rất là sáng rõ ha. Đấy, dòng này là dòng chuyên lời mà, cho nên là cái tiếng mid của nó to lắm các bác. Đấy, trang bị hai loa ha. Đấy, nó kêu chắc phải không thua gì cái loa 101 các bác. Đấy, chất tiếng rất là hay ha. Rồi, và đây là ở phía sau để em quay nốt 4 cái cho các bác xem. Đấy, hai cặp này về đẹp lắm ha, các bác xem này. Rồi, và phía sau các bác cùng xem cặp đầu tiên ha. Đấy, còn đẹp hết này các bác. Cặp số 2 đây. Đây, cặp số 2 đây ha. Những cái chạm loa này các bác này. Đường vào loa ha. Rồi, và các bác cùng xem cái thông số đây. Đây, em lấy một cái này quay cho các bác xem đây. Đấy, Bose 161 này các bác này. Đấy. Và đây nó có đề Made in Mexico các bác ha. Made in Mexico. Loa là thương hiệu Mỹ các bác này, được ráp ở Mexico ha. Đấy. Và cái trở kháng là 8 ohm. Công suất là từ 10 cho tới 100W các bác ha. Đấy. Một dòng loa trợ lời rất là hay của hãng Bose các bác. Rồi, vậy em xin báo giá cho các bác luôn. Đấy, cái cặp này thì e-căng nó không bị cấn ha. Cặp này nó bị cấn tí xíu các bác. Rất là nhỏ bé thôi ha. Đấy, thì cặp này em có xin bán cho các bác là 2.9 triệu này. 2.9 triệu em bao ship này. Còn cặp này ha thì là 3.1 triệu ha các bác ha. 3.1 triệu em bao ship này. Đấy, giá này là giá bao ship toàn quốc các bác ha. 3.1 triệu này. Còn cặp này là 2.9 triệu ha. Em bao ship toàn quốc này các bác này. Đấy, tất cả là nguyên bản ha. Và hoạt động hoàn hảo rồi. Đấy. Rồi, và tiếp theo là những cặp Bose 101 các bác. Đây, cặp đầu tiên là cặp Bose 101 Phonak này các bác. Đấy, nó cũng như nhau thôi các bác. Con này thì e căng bằng sắt ha, các bác xem bằng sắt ở ngoài này. Còn cái này thì e căng nó bằng vải ở ngoài ha. Bên trong nó vẫn là sắt. Bên ngoài nó bọc lớp vải các bác. Đấy, có thương hiệu Bose ở phía trước ha. Đây, và phía trên của loa đây. Đấy. Rồi, và phía bên đằng sau các bác này. Đây, cái cặp Phonak đây ha. Đấy, các bác xem cầu loa đây. Đấy, loa USA ha. Đây, các bác cùng xem này. Cái model của nó là S101MM ha. Đấy. 150W một thùng các bác, 6 ohm ha. Rồi, và đây là cái cũng là Bose 101MM này các bác. Đây, cái kia là S ha. Còn cái này là 101MM. Đấy, nói chung nó không khác gì các bác nghe nó y như nhau luôn. Đấy, 150W một thùng ha, 6 ohm. Đây là cầu loa các bác. Đây, nó có cái đời mà nó đề 45W ha. Nhưng mà nó vẫn như nhau các bác, 45W hoặc là 150W ha, thì các bác nghe nó như nhau luôn ha, không khác gì hết. Đây, và các bác cùng xem bên trong cái tuyến loa ha.
Đây, tất cả là hàng siêu nguyên bản hết các bác. Rồi, và em sẽ mở nốt cái cặp này luôn ha. Đấy, hai cái này nó như nhau các bác. Nhìn nó thiết kế khác cái tem với lại cái e-căng thôi ha. Nhưng mà cái chất âm nó là một các bác. Ủa, nó hơi cứng các bác chờ em xíu ha. Em mở bằng hai tay cho nó màu các bác. Đấy, mưa chuẩn bị lớn hơn rồi. Đấy, các bác nghe là nó hơi ồn rồi ha. Rồi, bác chờ em xíu, em mở nốt hai cái luôn. Rồi, và các bác cùng xem đây tổng thể những cái tuyến loa của hai cặp ha. Đây là cặp Phonex này các bác này. Một tí bụi ha. Đây, tất cả là nguyên sinh nguyên bản hết. Và đây là cặp 101 MM đây. Đấy, tất cả là nguyên bản hết các bác ha. Rồi, và em có xin báo giá cho các bác luôn. Đây, hai cặp này thì mỗi cặp là 2.8 triệu ha. 2.8 triệu em bao ship một loa toàn giải ha, 12. Đấy. 2.8 triệu một cặp em bao ship các bác trợ lời karaoke này hoặc là nghe nhạc trong phòng ha. Đấy, cái tiếng của những cặp này thì rất là hay rồi. 2.8 triệu một cặp em bao ship. Rồi, và qua kế tiếp là một đôi bốt 100G ha. Dòng này dòng đời cao các bác. Đời cao hơn những cặp này ha. Đời mới hơn. Đây có chữ bốt ở phía trước này các bác. Đấy, nó thiết kế nó cũng có vẻ sang trọng hơn ha. Đấy, rồi và em sẽ mở cho các bác xem bên trong đây. Đấy, e-căng này còn đẹp lắm. E-căng này còn mới ha, không có bị lủng chỗ nào đâu. Đây và là những cái tuyến loa các bác. Đấy, hình bát ngôi sao ha. Tựa tựa như cái ngôi sao các bác. Đấy, hai cái ha, tất cả là zin hết. Tất cả là zin hết ha. Rồi, và phía sau của loa đây. Đấy, chạm loa các bác. Đấy. Rồi, và các bác cùng xem này. Bốt model 100G ha. Từ 10 cho tới 100W này các bác. Trở kháng từ 4 tới 8 ohm ha. Made in USA đây. Đấy, cái này cũng vậy ha. Rồi, những dòng này thì các bác trợ lời ngon ha. Em cũng xin báo giá nhanh cho các bác luôn. Đấy, chất âm thì cũng không có gì để nói ha. Đó, từ tựa nhau các bác. Rồi, cặp này là 2.9 triệu các bác ha. 2.9 triệu cặp này. Đấy, bốt 100G, 2.9 triệu em bao ship ha. Rồi, và trong đây thì em có hai con đẩy Mỹ các bác này. Đầu tiên là con đẩy BV. Đây, các bác cùng xem thương hiệu BV ha. Nhưng mà cái chữ này nó hơi bị mờ mờ rồi các bác. Đấy, chữ BV nó hơi mờ mờ rồi ha. Made in USA đây. Và cái model của đẩy là CS800S ha. Dòng đẩy 2 kênh, 2 volume đây. Đấy, con này thiết kế đẹp này các bác cùng xem qua ha. Đấy, chỉ có mỗi cái thương hiệu thì nó hơi mờ một tí. Rồi, và phía trên cái nắp lưng đây. Nắp lưng thì nó có những cái sơ đồ ha. Còn nguyên này các bác. Rồi, và bên trong nội thất. Con này thì chạy khủng ha. Chạy 20 sò sắt các bác. Các bác xem sò Motorola ha. Đấy, tất cả là hàng nguyên bản hết các bác. Chạy 20 con. Các bác cùng xem vế trên là 10 con này. Và nó có một cái vế nữa ha. Ở dưới nữa. Đây, em quay cho các bác xem. Đây, nó còn một cái vế ở dưới nè các bác. Đây, ở dưới này nó cũng y như trên đây ha. Nó cũng cái vĩ mặt như vậy. Và 10 con sò sắt như vậy ha. Đây, tổng cộng là 20 sò sắt các bác. Rất là khỏe ha. Rồi, và các bác cùng xem phía sau cái thông số ha. Đây là cái cầu vào cái đường dây nguồn ha. Made in USA các bác này. Dòng điện là 220 cho tới 240 ha. Đấy, Mỹ xuất châu Âu. Hai quạt tản nhiệt đây. Đây. Rồi, và các bác cùng xem con này đường vào loa đây ha. Và có thể đường 6 ly luôn. Ra đường 6 ly được luôn ha. Đường vào các bác cắm đường này ha. Canon hoặc là 6 ly các bác cắm thẳng vào đây ha. Vào trong đây. Đấy. Công suất là các bác này. 400W. 1 cân trên 4 ohm ha. 600W là các bác này. Đã đánh từ 2 ohm các bác này. Từ 2 ohm cho tới 8 ohm luôn ha. Đây, con này nó có thể xuống tới 2 ohm. Đây, các bác xem này. Đây, 2 ohm ha. Đây, 2 ohm, 4 ohm ha. Và nó đánh tới 8 ohm các bác. Đây, 8 ohm thì các bác đánh drift ha. Rồi, và con này em có xin báo giá cho các bác luôn. Con BVay 800S ha. Con này để cho các bác 6.8 triệu các bác ha. 6.8 triệu em bao ship này. Mức giá là quá tốt rồi. Nó bị mờ một xíu cái chữ BV ha.
Đấy, 6 triệu 8 các bác này. Này các bác có thể chơi được cặp 30 ha, cặp 30 hoặc là hai cặp 20 trở kháng 8 ôm ha. Rồi và tiếp theo là một con crown CE 1000 ha. Đấy, 2 cân 2 volume các bác này, một nút nguồn chỗ này ha. Rồi con này thì về còn mới lắm các bác xem qua mặt mũi ha. Đấy, đẹp keng luôn các bác về phần mặt mũi ha. Và đây là phía trên mặt lưng đây. Đấy, mặt lưng cũng còn mới ha. Rồi và tiếp theo là bên trong cái nội thất. Ồ, các bác chờ em xíu các bác. Bị kẹt rồi. Rồi và đây là bên trong nội thất của con Crown CE 1000 các bác này. Đấy, một nguồn đây ha, hai tủ lọc đây. Và sò nó chạy 16 sò sắt ON ha của Mexico. Cái vế này 8 con các bác. Vế này 8 con nữa ha. Đây, tổng cộng là 16 sò sắt. Đây là những kỹ mặt của nó đây. Đấy, nó có một cái quạt cảm biến nhiệt ha, khi mà nóng nó mới quay. Đấy. Rồi và phía sau của đẩy đây các bác. Con này thì tổng công suất được 700W ha. Đây là đường vào các bác này, 6 ly hoặc là canon các bác cắm thẳng vào đây ha. Đấy, họ thiết kế 2 trong 1 các bác, rất là gọn ha. 6 ly các bác cắm vào đây. Canon các bác cũng cắm trực tiếp vào đây luôn ha. Đường ra loa là đường neo chích các bác, hoặc là cái đường trên này cũng được ha. Đấy, cộng trừ này các bác. Nó có, họ có đề ha, cộng trừ này. Hoặc là các bác ra đường neo chích nó gọn ha. Đây cái jack neo chích các bác câu vào cho nó mau. Đấy, cái cầu điện đây. Rồi và con này thì điện 100V ha. Đấy, nó có đời điện 120 hoặc là có đời điện 230, 240. Đấy, tùy theo nước Mỹ họ xuất ha, họ xuất qua Nhật thì điện 100. Đấy, nội địa thì 120 ha, còn xuất qua châu Âu thì 230 tới 240. Con này thì xuất qua Nhật ha, điện 100V. Đấy, made in USA đây. Đấy, những con đẩy này thì đánh từ 4 tới 8 ohm ha. Công suất 700W. Này các bác chơi những cặp 30 là thoải mái ha. Còn loa Nhật các bác đánh 40 thoải mái luôn. Đấy, loa Bose thì các bác chơi 2 cặp 301 ha. Đấy, rồi, em cũng xin báo giá cho các bác luôn. Crown CE 1000. Đấy, giá là 6 triệu 2 ha. 6 triệu 2 em bao ship con này các bác. Đấy, còn đẹp lắm. Rồi và tiếp theo là một con đẩy Nhật Yamaha B2180. Con này mặt mũi về đẹp này các bác. Đấy, hai quai sắt hai bên ha. Hai volume, một nút nguồn đây. Đấy, con này mặt mũi về mới lắm các bác. Rồi, nắp lưng thì có xước sắt nhẹ nhẹ ha, những cái vết xước dăm li ti ha. Rồi con này em phải mở bằng hai tay các bác, chờ em xíu ha. Rồi và các bác cùng xem tổng thể bên trong đây. Đấy, một cái nguồn lớn ha. Một nguồn các bác. Hai tủ lọc lớn nằm trong đây ha. Nằm trong cái vỉ dưới, ở dưới các bác. Các bác phải nhìn ở dưới mới thấy ha. Và sò nó chạy 12 con sò than các bác. Đấy, cái vế trên này là 6 con này các bác. Đấy, vế này 6 con ha. Và bên đây 6 con nữa. Đấy. Đấy, tổng cộng là 12 sò than ha. Bề mặt thì còn rất là mới này các bác. Đấy, rồi và đây là phía sau của đáy đây. Đấy, phía sau là đẹp xuất sắc ha. Rồi, những đường vào là 6 ly, canon đực, canon cái ha, bên B bên A đây. Mỗi bên các bác cắm một đường thôi ha. Đấy. Rồi và đây là hai cầu loa. Rồi các bác cùng xem cái thông số đã điện 100V này, công suất là 450W ha, made in Japan. Đấy, đánh CT là 4 tới 8 này. 48 ohm các bác này, mono là 8-16 ha. Đấy, các bác đánh CT này, các bác đánh hai cầu loa bình thường ha. Đấy, thì nó là 4-8 ohm. Đây các bác có thể ghép được hai cặp loa 8 ohm vào đây ha. Chẳng hạn như là hai đôi Bose 301 thì nó trở kháng 8 ohm ha, các bác chơi được hai cặp. Đấy, hoặc là các bác có thể chơi được một đôi loa Bass 30 ha. Hàng Nhật, hàng Mỹ. Rồi, con đẩy này em cũng xin báo giá cho các bác là 5 triệu đồng ha. Con này là 5 triệu đồng, là em bao ship toàn quốc này. Đấy, chất tiếng Yamaha nó cũng rất là nội lực các bác và đánh sắc nét ha. Rồi bác nào quan tâm thì các bác gọi cho em ha. Đây 0981 384842. Rồi em cũng xin chào các bác nhé.